bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Theo The Hill, trong ngày 28 tháng 6, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã kêu gọi nội các xem xét phế truất Tổng thống Joe Biden vì màn thể hiện thất vọng trong cuộc tranh luận với ông Donald Trump. Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết có rất nhiều người đang hỏi về tu chính án thứ 25, thậm chí kêu gọi kích hoạt tu chính án 25 ngay lập tức. Bởi chúng ta đang ở trong tình trạng báo động, giống như chúng ta, các đối thủ của Mỹ đều đã nhìn thấy điểm yếu ở Nhà Trắng. Tôi không vui vì điều này, đây là một tình huống rất nguy hiểm. Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi các thành viên trong nội các của Tổng thống đương nhiệm tự xem xét lại tình hình bởi có nhiều thông tin cho rằng Đảng Dân Chủ đang hoảng loạn sau phiên tranh luận của ông Biden. Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói thêm, nếu tôi là đảng viên Dân Chủ, tôi cũng sẽ hoảng loạn. Nhưng đây không phải là vấn đề chính trị của riêng một đảng mà là của cả nước Mỹ. Chúng ta đang có một tổng thống không thể làm tròn nhiệm vụ. Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ quy định, khi phó tổng thống và đa số nội các cho rằng tổng thống không thể thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ, họ có thể đệ trình vấn đề này trước Quốc hội Mỹ để bỏ phiếu nhằm đưa phó tổng thống lên nắm quyền. Tuy vậy, chưa có một phó tổng thống và nội các nào trong lịch sử Mỹ từng tuyên bố tổng thống không đủ khả năng điều hành đất nước. Ở chiều ngược lại, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định bà không ủng hộ phương án của Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói, đúng là Tổng thống đã bắt đầu chậm, nhưng ông ấy đã kết thúc phiên tranh luận một cách mạnh mẽ. Những bình luận sau sự kiện này là một phần của cuộc chơi và cử tri Mỹ sẽ đưa ra lựa chọn vào tháng 11. Sau phiên tranh luận ngày 27 tháng 6, đã có một số nghị sĩ kêu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử. Tuy vậy, đội ngũ của ông Biden khẳng định rằng đương kim Tổng thống sẽ không bỏ cuộc. Tu chính án thứ 25. Theo hãng tin AFP, tu chính án thứ 25 được thông qua vào năm 1967. Tu chính án thứ 25 trong Hiến pháp Mỹ đưa ra các quy định về việc chuyển giao quyền lực. Nếu Tổng thống đương nhiệm qua đời, từ chức, cách chức hoặc lý do khác không thể đảm đương nhiệm vụ. Cho đến nay, văn bản này thường chỉ được gọi tên trong trường hợp Tổng thống gặp vấn đề về sức khỏe và quyền lực được chuyển giao tạm thời cho Phó Tổng thống. Tháng 10 năm 2020, khi Tổng thống Donald Trump có kết quả dương tính với COVID-19, đã có những lời đồn đoán về việc có thể sẽ sử dụng đến tu chính án thứ 25. Nhưng cuối cùng, điều này đã không được thực hiện. Những lần áp dụng tu chính án thứ 25 trong lịch sử nước Mỹ. Phần 3 trong tu chính án 25 quy định việc chuyển giao quyền lực Tổng thống cho Phó Tổng thống trong trường hợp Tổng thống tuyên bố không thể hoàn thành quyền hạn và nhiệm vụ đã được áp dụng 3 lần. Lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1985 khi Tổng thống Ronald Reagan trải qua cuộc phẫu thuật gây mê toàn thân để loại bỏ khối u ung thư. Phó Tổng thống George Herbert Walker Bush được tạm thời giữ quyền Tổng thống trong 8 giờ. Thời kỳ Tổng thống George Bush tại vị, ông đã tạm thời chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Dick Cheney 2 lần, vào tháng 6 năm 2002 và vào tháng 7 năm 2007 khi ông trải qua cuộc nội soi định kỳ gây mê. Các đồng minh của đương kim Tổng thống Joe Biden được cho là đang tranh nhau để thay thế ông làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ sau màn trình diễn thất bại của ông Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump mới đây. Theo iNews, các chính trị gia và nhà tài trợ Đảng Dân Chủ thừa nhận họ không chắc liệu có nên tiếp tục đặt niềm tin vào Tổng thống Joe Biden hay không. Ông Biden đang phải đối mặt với nguy cơ bị thay thế sau khi mất tập trung, nhiều lần tỏ ra do dự, nói vấp, không diễn đạt được hết ý và nhầm lẫn trong các con số trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump tối ngày 27 tháng 6 theo giờ Mỹ. iNews cho biết, các nhà chiến lược làm việc cho Đảng Dân Chủ thừa nhận họ đang bị tấn công bởi tin nhắn từ các nhà tài trợ của Đảng hỏi liệu rằng ứng cử viên của họ có thể thay thế ông Biden hay không. Một nhà tài trợ của Đảng Dân Chủ cho biết, cuộc tranh luận đó thật khủng khiếp, tệ hơn tôi nghĩ là có thể. Mọi người mà tôi nói chuyện đều đang nghĩ rằng ông Biden nên bỏ cuộc. Một cố vấn khác của Đảng Dân Chủ nói với Politico rằng, nửa tá các nhà tài trợ chủ chốt đã nhắn tin cho họ sau cuộc tranh luận tối ngày 27 tháng 6 và tuyên bố rằng đó là một thảm họa và đang cần phải làm gì đó. Một cố vấn của nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ tiết lộ với Politico rằng hy vọng duy nhất của chúng tôi là ông Biden rút lui. Nhóm nghị sĩ Đảng Dân Chủ cũng đang thảo luận về ứng cử viên mới cho Đảng, tờ New York Times đưa tin.
Các cố vấn cũ của cựu Tổng thống Barack Obama cũng kêu gọi ông Biden nên từ bỏ cuộc bầu cử, bao gồm David Axelrod. Phát biểu trên CNN, ông Axelrod đã nhấn mạnh sẽ có những thảo luận về việc liệu ông ấy có nên tiếp tục hay không. Trả lời phỏng vấn với MSNBC, chiến lược gia chính trị Mỹ David Plaufer tuyên bố rằng cuộc tranh luận thảm họa tối ngày 27 tháng 6 đã khiến dư luận tập trung chú ý vào điểm yếu lớn nhất của ông Biden là tuổi tác cao. Đây giống như khoảnh khắc DEFCON 1, ông Plaufer nói, nhắc đến cụm từ DEFCON 1 mà quân đội Mỹ đã dùng chỉ để mối đe dọa hạt nhân cấp độ cao nhất. Các nhà tài trợ cho Đảng Dân Chủ được cho là đang gợi ý Thống đốc California Gavin Newsom và Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer có thể trở thành người thay thế cho ông Biden. Tờ báo hàng đầu của Mỹ mới đây cảnh báo, cử tri không thể tiếp tục phớt lờ tình trạng của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc tranh luận vừa qua. Đảng Dân Chủ phải thừa nhận rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden không còn khả năng đánh bại ông Donald Trump một cách vang dội trong ngày bầu cử vào tháng 11, và đó là lý do họ phải tìm một ứng cử viên phù hợp hơn để thay thế cho ông. Ban biên tập tờ The New York Times viết hôm 28 tháng 6. Lời kêu gọi được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Biden thực hiện điều mà nhiều người mô tả là màn trình diễn thảm hại trước đối thủ Donald Trump trong cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp ở Atlanta, Georgia. Giới quan sát cho rằng ông Biden đã tỏ ra yếu đuối và bối rối, cố gắng nói hết câu và nhầm lẫn giữa các từ trong khi nói. Trong một bài viết được đăng tải ngày 28 tháng 6, tờ New York Times đã đặt ra nghi vấn về khả năng ông Biden lặp lại chiến thắng năm 2020 trước ông Trump. Ban biên tập của tờ báo viết, đó không còn là lý do đầy đủ để giải thích tại sao ông Biden nên trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ năm nay. Cử tri không thể bỏ qua những gì mà họ đã thấy rõ ràng. Ông Biden không còn giống như cách đây 4 năm. Ban biên tập lập luận thêm rằng, ông Biden xuất hiện trên sân khấu tranh luận như cái bóng của một lượng lớn công chúng. Ông gặp khó khăn khi nói rõ lập trường chính sách của chính mình và cuối cùng đã thất bại trong việc chống lại ông Trump một cách thỏa đáng. Tờ New York Times viết, có những nhà lãnh đạo dân chủ được trang bị tốt hơn để có thể trở thành lựa chọn thay thế rõ ràng, hấp dẫn và đầy năng lượng cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Biden. Sẽ là pha đặt cược quá lớn nếu chỉ hy vọng người Mỹ bỏ qua hoặc phớt lờ tuổi tác và tình trạng ốm yếu của ông Biden mà họ vừa tận mắt chứng kiến. Ban biên tập kết luận rằng, Đảng Dân Chủ có cơ hội đánh bại ông Trump cao hơn nếu họ thừa nhận rằng ông Biden không thể tiếp tục cuộc đua của mình và tạo ra một quy trình để chọn ra người có khả năng hơn thay thế cho ông ấy. Mặc dù không đề xuất bất kỳ giải pháp thay thế nào, nhưng các phương tiện truyền thông và chuyên gia Mỹ đã gợi ý rằng một số đảng viên Đảng Dân Chủ nổi tiếng có khả năng thay thế ông Biden làm ứng cử viên, bao gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, Thống đốc bang California Gavin Newsom, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer và Thống đốc Illinois J.B. Pritzker. Nhiều nhà báo và nhân vật công chúng theo chủ nghĩa tự do hàng đầu đã thừa nhận rằng ông Biden đã thể hiện không tốt trong buổi tối ngày thứ Năm. Một cuộc thăm dò nhanh do CNN thực hiện cho thấy 67% cử tri đã đăng ký theo dõi cuộc tranh luận cảm thấy rằng ông Trump đã chiến thắng. Một số hãng truyền thông dẫn lời một nhân viên giấu tên của ông Biden đã cố gắng biện minh cho màn thể hiện của Tổng thống bằng cách nói rằng ông ấy đang bị cảm hay đã chuẩn bị quá mức và chỉ dựa vào những chi tiết vụn vặt. Ông Biden dường như đã thừa nhận sai sót của mình ngay sau cuộc tranh luận. Ông nói với đám đông những người ủng hộ trong một sự kiện ở Raleigh, North Carolina hôm 28 tháng 6. Tôi biết tôi không phải là một người đàn ông trẻ tuổi, rõ ràng là như vậy. Tôi không nói trôi chảy như trước nữa. Tôi không còn tranh luận giỏi như trước nữa. Tuy nhiên, ông thề sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử và nhấn mạnh rằng ông là người có đủ điều kiện nhất cho chức vụ Tổng thống. Ông Biden nói, tôi biết cách hoàn thành công việc và tôi biết giống như hàng triệu người Mỹ biết, khi bạn gục ngã, bạn sẽ đứng dậy. Reuters dẫn đánh giá của các nhà phân tích cho biết, dù cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên ít tập trung vào các chính sách đối ngoại, nhưng màn thể hiện không ổn định của đương kim Tổng thống Joe Biden khiến cho các đồng minh của Mỹ phải chuẩn bị tinh thần cho sự trở lại của ông Donald Trump. Những người ủng hộ ông Biden trước đó đã hy vọng cuộc tranh luận trực tiếp ngày 27 tháng 6 theo giờ Mỹ sẽ xóa tan lo ngại rằng ông đã quá tuổi để tiếp tục lãnh đạo. Nhưng một số nghị sĩ, chuyên gia phân tích và đầu tư đánh giá sự kiện này đã tạo thêm lợi thế cho ông Donald Trump. Kunihiko Miyake, nhà ngoại giao Nhật Bản đã nghỉ hưu và đang là giám đốc tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu Canon, một tổ chức tư vấn, nói với Reuters rằng ông Trump không thắng nhưng ông Biden có thể đã mất điểm. Không giống như 8 năm trước, chúng tôi cũng như các đồng minh châu Âu và châu Á khác đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều, nhưng ông Trump là người khó đoán.
đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, hai trong số những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á, quan hệ với chính quyền của cựu Tổng thống Trump có thời điểm trở nên căng thẳng vì ông đòi họ phải chi trả nhiều hơn cho việc Mỹ duy trì lực lượng ở đó cùng với căng thẳng về thương mại. Về châu Âu, ông Trump liên tục đưa ra những chỉ trích về tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và yêu cầu các thành viên khác phải đóng góp nhiều hơn. Sự hoài nghi của ông đối với NATO càng khiến cho châu Âu lo lắng bối cảnh hiện nay khi xung đột ở Ukraine không biết khi nào kết thúc. Trong cuộc tranh luận, ông Trump đã cáo buộc ông Biden không chống lại Trung Quốc về thương mại. Ông cũng nói rằng lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Triều Tiên không tôn trọng ông Biden và cho rằng đương kim Tổng thống đang đẩy nước Mỹ vào thế chiến thứ ba. Ông Biden đáp trả rằng những đề xuất thuế quan của ông Trump sẽ làm tăng chi phí mà người tiêu dùng Mỹ phải gánh chịu, cho rằng ông Trump ôm ấp lãnh đạo Nga và Triều Tiên. Peter Dean, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ ở Sydney cho biết, cảm giác mạnh nhất sau cuộc tranh luận ngày hôm nay là một thảm họa đối với ông Biden. Tâm trạng đã thay đổi đáng kể sau cuộc tranh luận và quan điểm chung là nếu bạn không chuẩn bị cho ông Trump 2.0 thì bây giờ là lúc làm điều đó. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!